cho 6,4 gam đồng, tác dụng vừa đủ với H4 đặc nóng, sinh ra 2,24 lít khí X, sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch y chứa mg muối. Sản phẩm khử X và giá trị QM là, rồi chúng ta xử lý bài toán như sau. Chúng ta có kim loại đồng, ở đây chúng ta đổi sang mol thì nó là 0,1 mol, để tác dụng với H2S4 đặc nóng. Bản chất thì nó sẽ tạo thành muối CuSO4 cộng cho nước. Số mol thằng này dùng bảo toàn đồng thì là 0,1 mol cộng cho sản phẩm khử. Sản phẩm khử ở đây là X đúng không ạ? X chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3. Trường hợp 1 là sinh SO2, trường hợp 2 là sinh S và trường hợp 3 là sinh H2S. Đầu tiên em sẽ đi tính cho thầy M bằng bao nhiêu. Đây 0,1 nhân M lớn thằng này là 160, là bằng 16 gram. 16 gram đây, 16 gram đây, 16 gram đây. Như vậy bài này chúng ta sẽ loại câu đầu tiên, đó là câu C. Trong 3 câu còn lại, nếu mà bạn nào tinh ý hơn thì bạn có thể dựa vào đây và dựa vào lý thuyết này thì bạn sẽ hiểu chính xác được trong trường hợp này nó là kim loại nào, đó là sản phẩm khử nào. Đây bạn dựa vào đây cho thầy, đây bạn đọc hai cái dòng này, được chưa? Những kim loại mà tác dụng với H4 đặc, được chưa, thì nó sẽ sinh 100% sinh SO2, chỉ có magie, nhôm và kẽm thì mới tạo ra S và H2S. Như vậy trong trường hợp này đồng của chúng ta chỉ sinh ra SO2 mà thôi. Như vậy bài này không cần làm, chọn ngay SO2, và nếu có làm đi chăng nữa thì cũng phải ra SO2, nếu ra thằng khác là sai. Như vậy câu đúng này là câu B. Như bạn có ý kiến là như thế này, có hai câu nó cho giống nhau, như vậy một trong hai câu là đúng, không phải, đó là lừa, được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ đi chứng minh điều đó. Số mol của thằng này là 0,1 mol này, em lấy thằng này chia cho 2,4 là mol 0,1. Rồi trong vở này mình thấy đồng từ 0 lên dương 2 tăng, còn lưu huỳnh chúng ta từ 6 này. Về sản phẩm khử chưa biết, chỗ này là dương 4 này, cho nên là 0 này, nên là trừ 2 này. 6 về 4, 6 về 0 và 6 về trừ 2. Bạn lưu ý cho thầy đó là sau này mình học cái bài tập là kim loại tác dụng H2O3 thì kịch bản thầy xài giống như thằng này luôn, không khác gì hết. Mình học H4 đặc sau thì sau này học H2O3 y vậy. Bây giờ H2O3 chúng ta sẽ hẹn gặp lại lớp 11 ha. Rồi bây giờ mình sẽ có bảo toàn E, đồng này và sản phẩm khử này. Bảo toàn E đồng từ 0 lên dương 2, khoảng cách là 2. Kết này chúng ta chưa biết nó là sản phẩm khử nào, SO2, S hay là H2S. Như vậy đây thì gọi là B là mol SD, trong đó B là số E nhận. Vì sao nó là nhận thầy giải thích cho bạn rõ luôn. Đồng chúng ta tăng từ 0 lên 2 nó là chồng, còn lưu huỳnh chúng ta từ dương 6 và dương 4 là giảm, chồng tăng vừa giảm, chồng cho vừa nhận, được chưa? Như vậy á, nếu em tìm được B bằng 2 thì là SO2, B bằng 6 là S và B bằng 8 là H2S. Như vậy trong trường hợp này mình đã vào 2 nhân 0,1, B nhân cho 0,1, từ đây em tính được B bằng 2. B bằng 2 thì nó là SO2 như đã chứng minh. Chọn có đúng ở đây là câu B. Thế thôi.